Chào các bạn. Thì vào ngày 22 tháng 5 này á, mình sẽ có một cái buổi chia sẻ về chủ đề kiểm thử bảo mật security testing. Thì trong cái buổi này á, mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức, những cái thông tin để cho các bạn nào mà đang làm manual test thì mình có thể là có đủ cái thông tin để biết á, là nếu mà chuyển sang cái phần đó là security test á, thì mình cần phải thực hiện những cái gì, cũng như là cần trang bị cho mình những cái kiến thức gì để có thể là làm được trong cái mảng này. Đó, và cũng như là chia sẻ một số cái trải nghiệm, một số cái kinh nghiệm của mình trong thời gian mà thực hiện cái công việc á, là kiểm thử bảo mật cho một số cái ứng dụng. Thì buổi này sẽ được chia sẻ vào ngày 22 tháng 5. Các bạn có thể là lên fanpage của Test Mentor nè, rồi đăng ký. Sau đó thì Test Mentor sẽ gửi cho các bạn thông qua email thông tin để có thể là truy cập vào trong cái Zoom ha. Thì mình sẽ tổ chức trên Zoom. Và xe cũng rất là vui và mong chờ là gặp các bạn lại trong cái buổi là webinar vào ngày 22 tháng 5 này. Rồi thì buổi đó mình sẽ trao đổi và mình sẽ thảo luận nó nhiều hơn, chi tiết hơn. Hẹn gặp lại các bạn nha. Chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ và một ngày tốt lành nha. Xin chào mọi người.